Chào mừng các bạn đến với trận đấu chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia. Trận đấu được diễn ra trên sân Mỹ Đình với sức chứa lên đến 40.000 người, sân vận động lớn nhất Việt Nam. Cách thức tiên tri của chuột thần như sau: chúng ta để thức ăn ưa thích của chuột về phía khung thành của hai đội Việt Nam và Malaysia. Nếu chuột thần của chúng ta chọn ăn thức ăn bên nào thì bên đó giành chiến thắng. Nếu chuột thần chọn ăn cả hai dĩa thức ăn thì trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Theo nhận định của các chuyên gia, đây là trận đấu khốc liệt nhất từ đầu mùa giải. Chúng ta đang nắm lợi thế với lượt bàn thắng sân khách và được thi đấu trên sân nhà. Vậy chúng ta hãy chờ xem liệu võ tòng Việt Nam có khuất phục được hổ giới hay không. Và trận đấu đã bắt đầu, chuột thần đã vào sân, liệu ngài sẽ chọn ăn thức ăn bên nào? Ngay lập tức chuột thần đã chọn ăn thức ăn bên phía cầu môn Malaysia. Xin chúc mừng, Malaysia đã dẫn trước 1-0. Liệu trận đấu sẽ kết thúc với kết quả 1-0 nghiêng về Malaysia hay Việt Nam sẽ lật ngược thế trận? Chúng ta cùng chờ xem. Khó khăn và bất lợi đang dồn lên đôi chân của các cầu thủ Việt Nam. Áp lực bị dẫn trước và tâm lý thi đấu trên sân khách là một thách thức không nhỏ. Nhưng thật bất ngờ, sau khi ăn sạch thức ăn bên phía cầu môn Malaysia, thần chuột lại tiếp tục hướng cầu môn của tuyển Việt Nam mà đến, và ngài đang ăn thức ăn bên phía cầu môn tuyển Việt Nam. Xin chúc mừng, tuyển Việt Nam đã san bằng tỷ số. Thật bất ngờ. Như vậy trận chung kết lượt về trên sân Bukit Jalil, theo dự đoán của thần chuột, sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1, Malaysia ghi bàn trước và tuyển Việt Nam lội ngược dòng sàn hòa. Điều đó đồng nghĩa chúng ta đã đăng quang trong mùa giải năm nay, chức vô địch mà chúng ta đã chờ đợi 10 năm. Cảm ơn các bạn đã xem, các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.